Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp về chương trình kỷ niệm cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2024, kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh năm 2025 vào chiều nay. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, chương trình kỷ niệm cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay về cơ bản như các năm trước, gồm các hoạt động như viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, họp mặt, động thổ, khánh thành, ra quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, giải chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án, công trình trọng điểm. Đối với năm 2025, Bình Dương dự kiến sẽ tổ chức 8 sự kiện quan trọng gắn với 5 ngày lễ lớn của đất nước. Nổi bật là chuỗi chương trình kết nối văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Tết Dương lịch 2025 và kỷ niệm 28 năm ngày thành lập tỉnh Bình Dương. Liên hoan hợp xướng, học sinh, sinh viên với chủ đề bài ca thống nhất, Triển lãm trưng bày giới thiệu thành tựu 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí tỉnh Sông Bé Bình Dương gắn với tọa đàm báo chí Bình Dương trong dòng chảy cách mạng Việt Nam, lễ tôn vinh doanh nhân Bình Dương, họp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng bầu bàn và 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt, chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Tỉnh sẽ tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế xã hội hội chợ giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, biểu diễn văn nghệ và khai mạc đại hội thể dục thể thao lần thứ bảy.